cho các bạn food travel. Tiếp theo sẽ gửi đến các bạn là quán chè Khúc Bạch. Quán chè này khá là đông khách và khá nổi tiếng trên đường Bạch Đằng, tại địa chỉ 228C Bạch Đằng nha các bạn. Chè Thái. Đây là địa chỉ các bạn ạ. Đây còn bán một số đồ ăn vặt như cá viên chiên, xúc xích chiên và gỏi đu đủ. Ở đây có bánh dâu, bánh lăng đấy nha các bạn. Dâu này, bánh lăng này, hoặc dâu câu rưa dừa nữa nhé. Thank you.
quán chị mở bao lâu, thời gian bao lâu rồi chị nhỉ? Quay nhiều hơn đấy. 20 năm rồi ạ? À? Quán này 20 năm rồi. Mình đang múc vào trong nhãn đúng không? Để xâm bố lượng ấy. À xâm bố lượng. Thank you.